chậu này đấy. Chậu đen. Nhìn như cái cối ấy nhỉ. Chậu cổ ấy chứ. Cổ nó chính ngày xưa. Mà trồng cây và mấy cái món này mát lắm. Chậu xi măng trồng là nên tốt tuyệt hơn trồng xanh. Trồng xanh thì trồng qua đây chị này. Mát lắm. Cái này hay đấy. Chậu này đẹp quá. Cả cái chậu cũng hay. Rêu phong rồi. Mới nhặt được con xe này của ông bạn. Sáng quắc cơ nhỉ. Giữ gìn thì tốt. Hết đấy. Giữ gìn tốt thế nhỉ. Hết đấy. Okay. Nó hơi nôn chứ cái cao đâu. Nôn. Cảm giác như mà đi nôn đấy, con này nôn. Mười mấy. À. Ông bạn đâu cứ để cho 10. Ông bạn ông bảo thôi ông đấy thì đấy thế thôi. Xe sáng loáng. Cây đẹp. Chậu hay. Hay đấy. Mát. Chúc mừng rất nguy hiểm. Chúc mừng hai ông nhé. Bây giờ là về Từ Liêm đúng không? Đấy, diễn. Ở dưới có nhiều ông chơi hay đấy. Ở chỗ Phú Diễn có ông Dũng chơi hay. Chúc mừng hai ông. Mừng có to không chú? Vé nó vé thấp hơn người à, bán cho khách à? Đi rồi. Thế thì không có cơ hội gặp lại rồi. Không có cơ hội gặp lại. À bác cả lấy cái này sao đấy mà. Hay là chú tỉa để à, tỉa đấy. À đâu tỉa lá đấy. Mà bác cả này nhưng bác cả vẫn chưa to. Miền đây. Vừa to mà to tiền. Ừ. Cũng cái đơn giản lắm. Lấy vé tiền chứ. Đây này, cái nghệ thuật đấy. Lấy cái to kia thì lấy cái vé kia thì nhiều tiền nhưng cái to này thì tiền. Chứ khó. Cái này cứ thế mà lên lá mà làm chơi thôi. À. Anh em mình nhận làm được thuốc cái cho là vui. Ông cứ làm đi không ấy, cháu có nghiện đâu mà lo. Ra đây xin thuốc ấy. Cuối giờ mới ra xin. Thuốc rồi mới đỏ, bạn đang hàng. Ông à, à hôm nay hàng họ nào? Hàng này phiền vắng lắm. Hả? Đàn kia ế lắm. Cháu lại xin ông. Đây cháu có bật đây rồi. Ủa, bây giờ còn không phải ra muộn đâu mà ngồi đằng kia có mấy ông cũng gọi bóng nước không đi được. Có uống nước để đi lấy nước. Là thôi. Thì ở đây uống nước để ra làm ba cái cốc trà đá nữa. Vâng, ông làm đi. Về đây nhá. Không lại ở ngày tôi đang uống nhá để làm. Ngồi này sướng nhỉ. Ôi chả uống được. Hai cốc thôi ạ. Hai cốc thôi. À cốc. Ôi, cháu vừa uống đằng kia không có chỗ mà đi đái. Đái đây, trong nhà cũng đập đây. Vợ đang gọi về ăn cơm mà chưa về được. Không về được. Đang... Đây là cây này mới không nhỉ? Mới đấy. Cây bán rồi. À bán rồi. Biển đấy chứ nhỉ? Bao tiền cây này bán rồi đấy bao tiền? Bán cho ông Minh có 2 triệu. Minh ấy á? Ông đang Minh lấy nước đấy. À rồi rồi. Ông đấy cũng à. Thảo nào cũng là bảo ngồi mang đây ngồi uống nước, tự nhiên ông ra đây. Ông lấy cái này. Đây cho ngọn đây à? Hai ngọn này. Định mua lúc đầu là ý tưởng là cắt bỏ thân này nhưng bây giờ lên trong xong xong hiệu quả. Nhưng mà cháu lấy là cháu vẫn cắt bỏ thân ý. Cắt à? Cắt. Lúc này làm như thế này hai thân lên sau sau rồi thì sẽ sau. Cũng được đấy. Dáng nào cũng hay nhưng người tùy đây, người ta thích dáng gì. Ngọn đây, ngọn đây. Ngọn đây, cái tay này là cắt ngắn đây đây, cắt giật vỏ này. Cắt bỏ đây này. Tưởng mình mua cái là mình đã cắt bỏ cái này rồi. Đấy, cái lúc mình mua là mình muốn cắt cái đấy. Bây giờ mình không cắt được nữa. Ừ. Tiếc. Tiếc. Làm xong xong thùng này là nhanh lên tiền. À. Nhanh lên tiền, nhanh ngấm bóng. Cắt đường đây có ưng không? Có được không? Cắt đúng rồi, này. Phải ngắn cái đấy. Đúng rồi. Không có cái đoạn đấy nó to nhanh lắm. Đoạn này nó
Thế ai nó đun đun dài quá, nó nhìn nó hiền quá, nhìn đúng nó rồi, không nó lại bị không khôn, không khôn, đúng không? Ừ. Nó quên, nó không có điểm nhấn, phải cắt cái gì, cắt cải nó lệch tán sang bên kia nữa kìa. Vươn lại. Đấy. Cắt bao nhiêu dễ đấy, đây này, trên đây đầy đầy tay cái này nó bỏ hết. Móc ra cho nó sạch, nhìn nó lộ cốt. Anh em ơi. Cái này đi. Đấy, cây đấy hay, cây đấy hay, nghệ thuật, cây nghệ thuật. Quá đẹp. Con đẹp rồi. Các quảng cáo cái ta này càng không muốn. Đẹp quá, nói thế ạ. Đẹp. Đẹp thì lại bị sút ngay. Sút ngay, nó cứ sáng do nó chả đi được, nó vân chúng giả. Nhưng mà có được... Hết mẹ, trà đá, bối đá. Giả từ 1.5 triệu đến 2 triệu mà. Đi cái hoa gì? Ông đi, ông đi. Uống đi. Thôi, uống chung, ngồi đây bác. Uống đi. Cái giá từ 1.5 triệu nhỉ? 1.5 triệu. Thế bán nhau bao nhiêu? 2.8 triệu. Ui đẹp mà, 2.8 triệu. Đẹp, con đi đẹp ấy. Đẹp. Thế không biết đẹp, chứ. Ông cứ lần thờ mãi. Sáng ngày gặp ông Tị đằng kia rồi, nghĩ ông ngồi đằng ý. Thế là loanh quanh là bị giật vào uống nước, không biết. Cái này hay này, cái này hay này. Mặt này đẹp với mặt ấy đẹp là ra. Mặt này đẹp với mặt ấy. Mặt kia là thuận hơn. Ừ, mặt này thuận hơn. Này. Mặt này mới là mặt đấy, mặt bên này là mặt phải. Thuận hơn này. Vẽ nổi đẹp hơn mà nó là thuận hơn. Nó thuận mặt hơn. Đấy. Đấy như ông bảo là khấu ở chỗ này. Khấu đi. Không biết khấu đi, tội vạ đi, kéo cấu. Cái đề này hơi thò dài thật. Cấu mẹ cái này. Đi bạn rồi, bạn cho sếp đi rồi. Đấy này rồi. Không biết. Cái gì hơi to. Mặt quá. À cối được. Mày nhấc cái xe kia ra. Cho cái xe lên. Nhà con này để cái này dài quá. Dài quá. Đây. Làm hai cái này. Sao nó có nên nữa nào mà thay cát đây nó có... Cái này nó để nó hơi thô. Cái quan trọng là nó dài. Chứ không phải là nó thô. Hoàn thiện nó chỉ đến đây thôi. Rồi đây thằng này đỡ, bề ngọn ở đây. Rồi lệch cũng bay thằng này. Cái khất này ở đây, sau làm này là chỉ bay trong đây cũng cắt mẹ. Làm rồi. Ông cây nghệ thuật. Nó cũng phải là có lấy cưa mày. Bác cả thịt cưa nhá. Bao nhiêu cưa? Quảng cáo cưa đây. Bao nhiêu cái cưa này để anh em biết này. Nhìn cái gốc anh ơi. Gốc cây này. Cái gì? Gốc cây này. Giữ đấy. Bảo ông nào mà cứ tay to là làm hát là bay mất. Đấy thắt thắt ngay ngay đấy, ngay đấy, đấy cắt cái thắt ngay, cắt đi bắt được ngay. Bởi cái tay này nó phải dài hơn thằng này nó bó đi hơi dài. Đâu ra tiền 2.5 triệu để nửa tháng lương. Chốt này mai ngày kia là có ngọn rồi. Đó. Mai ngày kia là có mấy cái mầm ở đấy rồi.
bên này. Con này được hoàn thiện rồi, con này được cứ thế thôi. Con này ra còn phải làm mấy cái này thôi. Những cái này thì gần như thế này. Đẹp hơn. Đẹp hơn. Nó đỡ trướng mắt. Bởi vì cái tay này nó cao hơn này, nhu dài xấu này. Vời. Đấy này nhìn ra nó là cái túi này. Vời, xa vời vợi. Này có mở hàng cái nào bác? Giỏi lắm. Từng vi đây vẫn còn nhỉ, đẹp này vẫn còn này. Đi ra đây yêu thương này vẫn còn. Bác à, về đi à? Có cái đồ gì mà nhiều thế? À được. Xong rồi. Đâu bây giờ mới ra đến đây. Bê đi đâu đây? Ai nghe mũi rồi. Vất quá nhỉ. Ở đâu về đây đâu? Có ngồi uống nước đằng kia không đi được. Cắt tên khác ngay. Ôi mình đã vào cái tư thẳng hẳn con nó vào từ để cho nó này đâu mà cắt đấy. Thế thì quay tí cho vui. Hoa giấy này bao tiền đấy ạ? 6 triệu. Tín. Đấy tín. Đang quản hợp tôi hoa giấy. Hoa giấy ạ? Đấy tín. Thế Nhật 6 triệu. Đấy, hoa quả, siêu quả. Những cái siêu quả. Nập siêu quả. Nập nữa. Hoa giấy, song siêu. Phết nhỉ. Nặng đâu. Nặng đâu. Ôi, bác, anh đi về đây, quay lại đây. 3 triệu. Đó, bây giờ thế Nhật thì 6 triệu. Vả này bao tiền đấy ạ? Vả đấy ạ? 2,5 triệu. Em hỏi cái liền kề ạ? Liền kề ạ ngoài này? Lô không. Lô nước thì em không rõ đâu. Chỉ biết ở bên ngoài là có cái liền kề. Phèn đen nhỉ, phèn đen. Phèn đen nhỉ, 2 triệu, phèn đen. Phèn đen. Dòng này làm cây đẹp lắm. Đợt trước con nó có cái loại có quả đỏ đỏ đẹp nhỉ. Đấy, quả đỏ đó. Đây. Phèn đen này nhiều người làm rất hay. Nó cây hoang dại thế nhưng mà làm hay. Nó rất mềm mại lá nhỏ. Có quả. Cắt chìa khóa mấy ngay. Trở về à? À phải thuê xe nhỉ? À nào chờ nhiều thế. Anh em đi. Vâng à. Vâng anh em đi. Thế lắm. 3 triệu. Rồi em cảm ơn nhá. Đi rồi. Về thôi. Cà phê nào?